Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Harley Davidson X500 2023 chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc. Harley Davidson và Quasimoto đã chính thức giới thiệu là X500 2023. Sản phẩm hợp tác thứ hai của họ sau là X350 vừa được ra mắt vào hồi tháng 3 của năm 2023. Giống như cái dòng là X350 thì X500 hiện chỉ dành cho thị trường Trung Quốc và nó có thể chưa được nhập khẩu vào những thị trường khác. Quasimoto và Harley Davidson cho biết X500 được lấy cảm hứng từ Sportster, nhưng cái hình dạng của nó là phần bình xăng không mang cho mình cái tính biểu tượng vốn có của nhà Harley Davidson. Cái cánh bùng sau trông giống như những cái chiếc Sportster cổ điển, nhưng nó có vẻ là phù hợp hơn với cái điều kiện hiện đại khi xem xét về một cái khoảng giữa nó và phần bánh sau. Như cái trường hợp của X350, cái kiểu dáng Harley Davidson đã được bao bọc xung quanh cái nền tảng cơ sở của cái mô tô QC, hay cụ thể hơn là Bentley Leoncino 500, bao gồm cái phần động cơ, ống xả, khung lưới mắt cá bằng thép, bánh xe, hệ thống treo đều trông gần giống như Leoncino 500. Cái có động cơ là 2 xăng dạng là Twin 500cc DOC 8 van làm mát bằng cái lỏng, tạo ra cái công suất là 46,9 mã lực tại ngưỡng tua máy là 8.500 vòng trên phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 45 Nm tại ngưỡng tua máy 6.000 vòng trên phút. Điều này sẽ khiến cho X500 tuân thủ giấy phép lái xe ở hạng 22 như Leoncino hay là Harley Davidson đã quyết định đưa nó đến thị trường châu Âu. Hệ thống treo bao gồm cái vụt hành trình ngược 50m có thể điều chỉnh và cái giảm sóc đơn phía sau cũng có được điều chỉnh. Harley Davidson không cung cấp thông tin hành trình của hệ thống treo, nhưng nếu nó giống như cái chiếc Leoncino 500 thì nó sẽ là 124m cho phía trước, 111mm cho phía sau. Hệ thống phanh bao gồm cái đĩa phanh kép với kẹp phanh là 4 piston cho phía trước và một cái kẹp phanh đơn phía sau đi cùng với một piston. Phanh ABS 2 kinh là trang bị tiêu chuẩn. Cái bột mâm nhôm đúc mà máy in đi kèm với cặp lớp là Maxxis Supermax ST đi cùng thông số phía trước là 120/70 ZR17 58W, trong khi ở phía sau là 160/60 ZR7/69W. Cái bộ điều chỉnh các chân được đặt giữa cái tâm điểm và cái tay lái được nâng cao sẽ tạo ra một cái tư thế khá tập trung đi cùng với phần chia cao yên ở mức 820m, đã được cho là tương đối cao cho một cái chiếc Harley Davidson. Các điểm nổi bật khác bao gồm như cái giới hạn ở phần trọng lượng là 208kg, cái bình xăng dung tích là 12.8 lít, tất cả phần đèn LED đi cùng với cụm đồng hồ dạng tròn, có 3 màu sắc để lựa chọn gồm có cam, bạc và đen. Giá hiện tại thì vẫn chưa được xác định. Cảm ơn các bạn đã xem video này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.